Không được, bọn họ nhận định ta và Ngô Khảm có tư tình. Một khi gặp ta, nhất định sẽ giết ta. Ta chịu hết nổi rồi. Chịu. Cha, cha làm gì vậy? Chặt tay cho ta, chặt tay của ta đi, chặt đi. Cha, sao con có thể chặt đứt tay của cha chứ? Chỉ có Liên Thành Quyết có thể giữ mạng. Cần đôi tay này có ích gì chứ? Cha, tay của con, tay của con cũng đau nữa. Đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi. Cha, cha muốn làm gì? Cha, cha, cha không sao chứ? Cha, Quỳ Nhi, nếu chúng ta đã không có được Liên Thành Quyết, ai cũng đừng mơ có được. Cha đừng xé. Cha đừng xé. Ai cũng đừng mơ có được nó. Cha đừng xé. Cha, tay của ta. Trâm muốn ngoan, con nằm yên đừng cử động. Đừng cử động. Chúng ta không có được, người khác cũng đừng mơ có được. Cha, cha làm gì vậy? Tay của ta. Tay của ta. Sao vậy? Hai người bị sao vậy? Phương Mùi, mau đi tìm Lang Trung, hỏi ông ta thuốc giải. Nhanh lên, nhanh. Đây là thuốc giải, con đưa nó cho ta. Đưa cho ta, đưa cho ta. Đứng yên, ai dám cử động một chút, ta sẽ đổ thuốc giải xuống dưới, cả nhà đều chết. Phương Mùi đừng, ta chỉ cần nghiêng tay thì thuốc giải đổ hết. Đừng. Con dâu ngoan, nghe ta nói. Con dâu, con yên tâm, nếu như con đưa thuốc giải cho ta, ta nhất định để con đi cùng Ngô Khảm. Cha, cha. Ngoài ra, ta cho con thêm một vạn lượng bạc để con mãi mãi sống tốt. Nếu trong lòng con có hắn, Khuê Nhi không giữ con lại nữa. Con yên tâm đi, đưa thuốc giải cho ta. Con người ông đúng là bỉ ổi vô sĩ. Vương Muội, chỉ cần Muội muốn đi theo Ngô Khảm, ta quyết không cản. Mau đưa thuốc giải cho ta. Hai người đúng hồ đồ quá rồi. Lúc này con suy nghĩ bỉ ổi như vậy. Ta chỉ muốn hỏi hai người một câu. Hai người thành thật trả lời, ta lập tức đưa thuốc giải cho. Được, nói đi. Con cứ nói. Cha ta đâu? Rốt cuộc hai người làm gì ông ấy rồi? Cha con, chuyện cha con ta thật sự không biết. Ta luôn nhớ lão sư đệ của ta. Chị huynh đệ bọn ta lại là thông gia, đây là chuyện tốt biết mấy. Lúc nào rồi mà ông còn nói dối ta? Ta hỏi ông, cha đã bị ông hại chết có đúng không? Cách thức hại chết ông ấy giống như cách hại chết Ngô Khảm. Không có. Hai người đã đem thi thể hắn xây vào bờ tường, đúng vậy không? Sao cô biết được? Đừng, đừng, đừng. Đừng. Quỳ Nhi, không được làm liều. Con dâu ngoan, đưa cho ta. Đừng dứt. Đừng dứt. Đưa ta. Mẹ ơi, thả ra muốn sống. Đừng ép ta, không liên quan đến con bé. Phương Muội, Muội đừng ép ta. Nếu Muội không đưa thuốc giải cho ta, mẹ, ta sẽ giết chết ra muốn. Không. Cha, mau, mau. Cha, trói cô ta lại. Thả ta ra. Thả ta ra. Quỳ Nhi, con lượm cho kỹ, đừng để chừa lại. Cha không hay rồi, kiếm quyết đều bị gió thổi bay hết rồi. Cái gì? Làm sao đây? Không sao, nếu chúng ta đã biết là thằng Nam Giang Lăng, cộng thêm một phần Liên Thành Quyết còn lại, vẫn có khả năng tìm được nơi đó. Thành Nam Giang Lăng. Đi. Đi. Hình như là Bốc Viên và Thẩm Thành. Còn thấy rõ sao? Không sai, nhất định là hai người họ. Vậy thông tin của chúng ta không phải bị lộ rồi sao?
Á tiện nhân này xử lý sao đi? Chuyện không được chậm trễ, lập tức ra tay. Nữ tiện nhân này xử lý giống như cha của ta. Tên họ Dặn, dù giết chết ta cũng được, nhưng ngươi hãy nể tình chúng ta là phu thê. Sau khi ta chết, ngươi phải chăm sóc rau muống thật tốt. Cha ơi, cha ơi. Được, Dặn Khuê. Cha, việc có phải diệt tận gốc, thứ này không được để lại. Nhưng mà cha, các người đúng là nhẫn tâm, ngay cả trẻ con cũng không tha. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Mẹ ơi, mẹ ơi, đem chôn cô cùng với cha cô, gọi là cha con trung liệt, rất có ý nghĩa. Mẹ ơi, đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Đại sư huynh, mười mấy năm nay, tại sao sư phụ trước giờ không dạy chúng ta liên thành kiếm pháp? Lúc đầu gấp sức, nói mọi người đều sẽ có lợi, nhưng mà lợi ích đâu không thấy. Đúng vậy, giống như lúc đầu lập kế cướp Tam Sư Tổ vậy. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, để biết rồi. Chuyện gì? Ở thành Tây Giang Lăng. Thành Tây Giang Lăng, đúng. Thành Tây Giang Lăng gì chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Quỳ Nhi, cha, ta đi phá tường, con kéo thi thể Ngô Khảm ra đi. Dạ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Cha ta là bị lão tặc này chôn trong bức tường đó. Mẹ ơi, Phương à, ta vẫn luôn coi cô như con gái mà đối đãi, nhưng cô thì sao? Cô luôn phản bội Dạng Gia. Nếu như cô đã nhớ phụ thân cô cũng tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho cô. Mẹ ơi, còn con nữa, rau muống nhỏ, không phải con nhớ ông ngoại sao?
Hôm nay ông nội con đưa con đi gặp ông ngoại con xem đi. Ông ấy đang ở trong đó.